chào mọi người đến với kênh Nga và Larry. Hôm nay mình muốn giới thiệu với bạn một điều đặc biệt ở ngôi nhà mình. Cái này thì chắc là có ít người như mình ở Hà Nội lắm. Cái này mình học được từ bạn của mình thôi. Okay, today I want to introduce a special thing is my house that you don't see this in the big city, especially in Hà Nội, Ho Chi Minh City. Can you see something here? Mọi người có nhìn thấy là cái gì không ạ? Rác đúng không ạ? Rác hữu cơ đúng không? Đây là cái xúc xích cháy nhá. Đây là cái xúc xích cháy nhá. Và có lại rác hữu cơ mình đang băm khá nhỏ rồi. Và bây giờ mình sẽ làm gì với nó thì mọi người theo mình nhá. Follow me. Okay. You may know what I'm going to do with the rabbits. It's from the food after cooking. I keep it for my space here. Yeah. Follow me. Ok, bây giờ mình sẽ phải đi qua phòng ngủ của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến khu vườn ngoài ban công của tớ mình. Ok. Can you go here, Larry? Ok, you can read it. Bọn mình vừa mới đi qua phòng ngủ và đây là cái ban công bé xíu của nhà mình. Nó chỉ rộng khoảng độ nói chung là 80 phân thôi, chắc là chưa đủ 1 mét đâu. Và bây giờ mình muốn giới thiệu một điều cực kỳ đặc biệt. Đấy là Larry, can you film? Now I want to show you something special. Mọi người có nhìn thấy cái đống lộn xộn ngoài này của mình không? Ok, bây giờ thứ nhất là mình sẽ we will focus on the something part over here. You will see so trend. What do you think? What is that? Đây, mọi người nhìn thấy những cái đống lộn xộn này dưới này đúng không? Đây là những cái bầu đất của mình. Bầu đất này mình không phục vụ để trồng cây. Những cái bầu đất này mình không phục vụ trồng cây mặc dù mọi người nhìn trở lại một chút. Derek, can you show? Ok. Nó những cái cây này đúng không? Đây là gọi là nhà máy sản xuất phân trùn quế của mình. Trong các bầu đất này mình đang nuôi giun. Và để nuôi giun, mình nuôi để làm gì? Mình nuôi để mình trồng cây ở phía đất này. Các bạn nhìn thấy một khu vườn trên ban công của mình không? Tất cả những cái khu vườn này là mình trồng. Mới đầu thì mình mua phân bò, phân các kiểu. Nhưng sau đấy thì mình nghĩ là tại sao mình không tự nuôi giun bằng các cái rác thải sinh học. Để từ đấy mình lấy cái phân đấy để bón cho cây. You can see that this is my small garden where I plant. And I take the fertilizer from the worm from the pot. The pot is where I raise the worm like that. I chop in the small pit, put it under the sun, then when it and fertilize the soil. And it's a way how can I say I can get fertilized soil and put them in other pot in my garden. Bây giờ mình đang đeo găng tay để chuẩn bị cho giun ăn nhá. Đây là găng tay để chuyên dụng để mình cho giun ăn với cả trồng cây. You can see that I'm wearing the gloves in order to feed my earthworm. And I'm trying to raise them here and get the fertilizer. And now start. You can see how can I feed them. It's very easy. All you need to keep the rabbits, chop the small bit. Put another song, that's all. Okay, let me see. Follow me. Yeah. I couldn't find. Wait. I'm here. Okay. How do you count this, Larry? Spade. Mọi người thấy không, mình không giỏi tiếng Anh lắm đâu, mình phải hỏi cái này là cái gì. Space. Okay, now I'm going to dig short and we will start from with this. You can see I will see some worm in my factory, in my worm farm. First we will take out a little straw. Now đầu tiên là mình sẽ xúc một ít cái đất ở phía trên ra đã. Mình không nên bỏ rác lên trên đầu mà mình sẽ phải lấy một lớp đất ra. Yes. Mình để ra bên.
Can you film here? Yes. Đây, mình bỏ ra đất bên ngoài nhá. Mọi người chắc là chưa nhìn thấy con giun nào đúng không? Vì nó chắc là chạy sâu xuống rồi. Let's see. Đây là cái âu này mình đã cho ăn được mấy ngày rồi, 2-3 ngày. After feeding every 2 or 3 day, the parsley will eat on the cabbage. I will show you some worm here if they appear here. I don't know. Oh, where they go? Over here. You can see some worm here. You see? Can you see that? Oh, need a little bit here. I will show the other. But this part is they have more. If there is too little worm here, I will transfer from some here to over here. Khi mà một cái bầu đất nào mà nó ít run ấy, thì mình sẽ chuyển từ cái bầu nọ sang bầu kia, gọi là chuyển run ra. Nha. Yeah. Thì ha, okay. This one is bên bầu này mình nhiều hơn này. You can see that? They are quite fast and grow. À, mình sẽ bây giờ chuyển bớt run sang bên này để cho nó ăn nó. Đây. Mình từ từ mình sẽ vừa nói tiếng Anh vừa dịch luôn để cho mọi người được xem clip thường xuyên hơn. Chứ nếu mà thời gian mà làm subtitle quá lâu thì mình sẽ không có thời gian. Let's see that here. Okay. Now we make the hole deep hole like this. And then put a little food inside, in the middle. Okay. The worm loves them. They will eat very quickly. See? And then, can you? Yeah. And then, here. Like this. And finally, I will rain a little water to make the sauce sharp. Mình đào những cái hố á. Mình sẽ đào những cái hố như thế này đúng không? Sâu một tí để mình nhét rác, mình nhét cái rác thải sinh học xuống. Thứ nhất là vừa để cho giun ở dưới nó ăn dễ, thứ hai là để tránh nó mùi nữa. Let's see. The worm is a lot. I have a lot of worm here. Đấy là cách mình tận dụng mọi thứ rác từ lúc ăn cho đến lúc. Let's see. Tất cả các bồn này mình không phải ngày nào cũng phải cho ăn nhé. Mình chỉ cho ăn 2-3 ngày một lần thôi để cho nó tiêu thụ đã. Nhưng mà nói chung là càng nhiều giun thì nó cũng ăn càng nhanh. I just feed them every 2 or 3 days. I just feed them every 2 or 3 days. And I try to profit on the garbage after I cook it. They can eat very fastly. I have to put it under because it's when the worm eating, they won't make bad smell. I have to cover the tick shot. And again, I pour a little water on it to make the soil wet, and the worm can live comfortable under. Again, mọi người có nhìn thấy là tại sao lại có một đống cây ở đây đúng không? Đây là cái rác thải của mình, là mình ăn hạt dưa hoặc nào thì dưa vàng. Vì ăn nó thì nhiều khi vẫn còn sót cái hạt nguyên ấy, nó tự nảy mầm lên chứ mình không trồng nhá. Nhưng mà vì mình rất là tôn trọng cây cổ, những cây nào nảy mầm thì mình sẽ cho nó sống, còn cây nào mà nó chết thì thôi. Vì vậy những cái âu này ấy, thì mình sẽ gần như là mình chỉ đào rác bên cạnh thôi và giun vẫn tiếp tục ăn, còn lại thì mình sẽ để cho cây nó sống với cây luôn. You can see that there is some plant growing from here. I don't plant them here because when I pour the garbage, include they have including the seed from the watermelon, from the melon, all kind of seed, even the seed from the chili, from and they grow naturally. And I don't want to discharge them, just let them grow freely. If they can survive, okay, maybe I have the food in the future. Otherwise, okay. And
In that sky, I just make the small hole behind. Can you film here? I will show them. I just make a hole the behind and then put the garbage nearby. The worm will eating and fertilize together for the plant and the soil and stuff. And now I have multiple plant that I don't have to buy them at the shop. Đây là phần thứ nhất mình vừa giới thiệu về ban công của mình. Tiếp theo mình muốn giới thiệu một gọi là thành quả sau bao ngày lỗ lực ắt và trồng cây. Đấy là mình bắt đầu đi thu hoạch cây gọi là một loại cây tưởng là cái gì nhỉ? Now I want to use a kind of vegetable. I will cut it for our dinner tonight because we run out of kind of vegetable in house. Bây giờ mọi người có nhìn thấy cái cây mùng tơi của mình không ạ? Mình đang tối nay mình sẽ ăn nó. Đây là mình trồng khoảng 2 tháng nay, bây giờ mình mới thu hoạch. Nó mọc và nó leo lung tung beng nên là mình bắt buộc phải cắt và ăn. Và một lý do nữa là mình cũng hết rau xanh rồi. Ok, bây giờ thì cùng cắt với mình nhá. Ok, tonight we need them. Look at them. Bây giờ mình sẽ phải lấy ăn cả cái ngọn dài này để không cho nó mọc quá dài. Nó sẽ mọc và cuốn vào các cây khác. Okay. To harvesting the vegetable I planted 2 months ago. Otherwise, they will live on the other plant and they tie them. They should worry. And sometimes can you tear and Bây giờ mình đang phải đi thu hoạch cây. Mình bắt buộc thu hoạch, không thì nó sẽ nói chung là cái cây này rất dễ trồng. Mình trồng nó sau khi ăn cơm ăn xong ấy. Thế là có cây thì lên được, có cây thì không. Nhưng mà rất may là cây nào nói chung là tỷ lệ sống của cây này khi cắm xuống nó cũng phải lên đến 70%. Còn lại thì có hết chú ba. It's average. I have plenty of here. Còn nhiều quá, còn bây giờ mình biết là quay của mình chú ba. I have plenty over here. Yeah, they grow so fast after raining. I should cut it before they take on the plate of the other plant in the garden. Đây là lần đầu tiên mình đây các bạn biết, đây là lần đầu tiên mình thu hoạch rau, mình trồng được rau mình tự ăn đấy. Còn trước đây là những cái cây mình thử trồng nó chết hết. It's the first time I do the harvesting on this plant. We need them tonight. So exciting. How does it taste? And Larry will tell you how is the meal tonight. I will make a broth combined with another squat. Xin chào. Hello. Xin giới thiệu mọi người, đây là anh Larry. Anh ấy là cameraman của cho mình ngày hôm nay và là nhân vật phụ. I want to introduce you again. This is my cameraman today. He's just behind the scene, but I want to show you. It's the first time he stand here too long because it's so warm now. Do you know how temperature is now? Do you know that how is the temperature today? No. Mọi người có biết hôm nay là bao nhiêu độ không ạ? Chắc là phải đến ba mấy độ đấy. Và đây là lần đầu tiên anh đứng ngoài ban công lâu đến thế. Okay. It's very warm. Okay, what do you think of my garden? Your garden is beautiful. And what about my idea about the worm farm? The worm farm? I don't know.
Chắc là anh ấy đang nghĩ là rất là ý tưởng kỳ quặc. Do you think it's a great idea? I think it's a rat farm, not a worm farm. Rat farm. Don't worry, I have the candy for the rat if they attack. Okay, you can see that. Mọi người có nhìn thấy là bọn chuột nó tấn công vườn nhà mình ấy. Thật ra là mình cũng có một ít kẹo đặc biệt mình cho bạn chuột đấy, gọi là một loại thuốc chuột hiện đại hơn. Lúc khác mình sẽ giới thiệu với các bạn. Okay, now we will move to inside and I will cook and see you. I will ask Larry how do you think the vegetable we do harvest today. See you later. Trời, mọi người có nhìn thấy số rau hữu cơ mà mình vừa mới thu hoạch ở trong vườn ra không? Đây là sau khi mình cắt bỏ bớt cành già và giữ lại cành non. Quả cũng được một lượng kha khá. Và đây là hai quả mướp mà mình mua hôm đi chợ lên lút đấy. May quá rồi, bây giờ mình sẽ nấu nó với cả một ít thịt bò băm, bởi vì nhà mình không có cua để nấu nên là nấu với thịt cũng được. Cho nó nói chung là thay thế kiểu đấy vẫn không vấn đề gì hết. Ok, lát nữa thôi mọi người hãy xem là món canh này ra làm sao nhá. You can see now the vegetable I just brought back from my garden after eliminate the old tie. So I just keep the young leaf. And here is a kind of quartz. I don't know how strong it is in English. In Vietnam, I will cook it with some minh pip later. Normally we will make it with a small quaff who that living in the fresh water, but now because of current social distance, I couldn't get them easily. I just get them from local markets. Now all the local markets are closed. We will see the after cooking how does it taste. Okay? Cành mướp mình tơi với thịt bò băm. Đây là sản phẩm cuối cùng, đó là bát canh thịt bằm nhà mình. Ăn thế này mình lần đầu tiên mình nấu thịt bò với cả canh mướp mùng tơi đấy, tại vì không có cua mà. Bây giờ cách ly rồi, không thể nào mua được, mà mình chỉ mua được ở chợ truyền thống thôi. This is the broth we will eat today after I harvest this vegetable from my garden. It's a look simple, and this is our home meal. You can see that? We will eat with nem. Mình bọn nhà mình sẽ ăn với nem. Nem này thì nhà mình lấy từ bên nhà ngoại, hôm nay nhà ngoại làm, thế là mình không phải nấu, mình chỉ có nấu mỗi rau thôi. This is nem, I took it from my parents' house. They made it and just bring it back without cooking. I don't have to cook the main course, just make the broth come with the other. This is a quite traditional meal for Vietnamese. And our clip will end here. See you next time. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Clip của mình đến đây nhá. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Đừng quên cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nếu các bạn thích kênh của nhà mình. Hẹn các bạn ở clip hấp dẫn tiếp theo. Chào các bạn.